ý là không phải đổ, chị không đổ, nhưng mà chị nói là làm sơ này cho chị xương xương rất là xí, chị làm coi lại. Anh đợi chị cũng được nữa. Ý là làm sơ sơ đi em, không chi đâu, không bán thì là ok. Là mấy cái mụn cám cám nhỏ nhỏ. Anh chào em, anh là bên công ty du lịch đó. Không biết anh chị có vào văn phòng không? Anh cho anh số sale của La Ciota Premium hàng bè đi. Đúng rồi. Dạ, em chào chị ạ, em là bác sĩ đặc biệt hàng Việt Tre nói chuyện. Em muốn check tình trạng phòng của bên mình là Vita Premium hàng bè á. Em cần check ngày 11 tháng 11, một đêm ạ. Một đêm? Ngày 11 hết phòng luôn rồi hả chị? Hàng suốt cũng hết rồi hả? Bên mã may thì còn không chị? Ừ, trời ơi, hết phòng luôn hả? Tại vì tối qua anh coi hệ thống thì còn mà. Để dành nó này. Quay được đó luôn hả? Ừ, cái việc nhỏ quá. Ừ? Bên anh nhiều đó luôn hả? Ừ, thế thì em để thôi luôn vậy? Đi. Ok, ok, cảm ơn em nha. Ủa, nó nhiều lắm hả chị? Đâu mặt này nó không có phải. Hôm bữa em bị dị ứng nước ở Đà Lạt đó chị Lo. Ủa mới đi Đà Lạt hả? Hôm bữa em mới làm cái hội nghị với nó xong dị ứng.
Đúng ha. Cái này hơi đau. Do cái tội không ghét gì luôn, đều ủa dùng cây mình phải đi gặp chị chứ, em tưởng dùng cây không là được hả? Ai mà xa chị là không được rồi. Nhớ hỉ. Bỏ bê quá là không được. Bắt chân là gì rồi. Đau quá à. Chị có con nào comment cho em được không? Gửi cho em giá lên với. Bâu tiếp thôi, tại vì cái đêm đó em nghĩ chị đi chơi rồi xong rồi sáng mai bay về Mỹ sớm. Dạ, bâu tiếp mà đẹp đẹp và emoji rồi đó chị. Rồi cho em hôm nay luôn nha, để em chốt cho xong luôn. Em báo chị cái xe 7 chỗ đó là đi xe gì chị? Xe Luna là xe đi Hạ Long và xe sân bay Hà Nội, sân bay Hà Nội. Ngoài Hà Nội thì chắc là đi ra City rồi. Cái gì chị? Loại gì chị? Loại gì để em search cái hình ảnh em gửi cho người ta chi tiết. Là xe gì ta? Đẹp nha, không lấy xe xấu đâu, em không lấy xe xấu đâu. Nhưng mà giá xe hơi cao quá chị, fit thêm không? Giá xe là thế rồi. Ủa chị, cái thứ hồi mà Hà Nội Hạ Long xe Dona là như vậy chị? Người ta cái chiếc xe Dona thứ hồi á là 2 triệu là bao nhiêu chị? Riêng xe đó không á? Dạ, dạ, ghi chi tiết cho em thật chặt quá. Dạ.
Rẻ lắm à? Mô vần bít mà 900 ngàn một đêm. Là chỗ một đó. Mô vần bít Phú Quốc đó. Ở bên Bắc, Bắc đảo của Phú Quốc. Gần Kim Bơ đó chị. Ừ. 900 ngàn. Ông nội đi với máy bay của ông nội. Đó, vé rẻ rồi, cứ con người chưa tới 3 triệu. Rất cũng mát. Ờ, năm nay Phú Quốc chết đói luôn đó chị. Chết đói mới lạ đó. Cái resort mà năm đó chị xấu xa quá. CW Marriott thì à. Bình thường chị đi là cần phải 10 củ đúng không? Đúng rồi, hồi trước chị ở đó là một đêm mình nha. 3.6, 3.7. Good. Có ngày là cái hàng mà phòng xanh lá chị. Nó giảm xuống còn 3 triệu không có. Nãy chị ở một đêm là hình như là hình như phòng nó do có em người bị, em bị sợ màu sắc á. Ừ. Màu sắc quá. Bên đó chị thấy mỗi căn mỗi màu mà, mỗi cái khu á. Màu vàng đậm luôn á, vui sợ. Có màu hồng nữa, hồng là nè. Giống cái con Sapa á chị. Hồi nãy giờ một đêm mấy ta? Dạ, em đây chị Nhung. 2 mấy triệu. Tức là cái giá mà hôm bữa em bán cho chị á, là em chỉ book được chẳng phòng thôi. Là một là 2 phòng bị lốt. Thì may mắn thì mình sẽ được upgrade lên villa. Em không có sure là mình sẽ được upgrade đợt này nữa. Tại vì hôm bữa trước là may mắn là chủ sở hữu của em á, là được upgrade. Nên là 4 phòng của chị sẽ được up lên 2 villa 2. 2 villa buôn đặc sắc đó. Như bữa em gửi chị đó. Còn bây giờ chị book thêm á thì và phòng lẻ bút lẻ thì sẽ là 2.3 triệu. Dạ, ở dạng điện lất chị, điện lất túi phùn chị, không có giống như căn của chị là không ghép 2 phòng gần nhau. Dạ, và nó cũng sẽ không có cái mặt hồ sông lùi. Dạ. Dạ, dạ, tại vì bên Sendara này á, giai đoạn này thì chị bút chẳng nó sẽ lời giá như hôm bữa em báo chị á. Còn bút lẻ phòng thì tụi em phải bị phụ thu vô. Dạ, các bạn. Mùa này Phú Quốc đẹp không? Dạ, nắng lắm rồi chị. Ừ. Tại vì lần vừa rồi nó bị một bài báo của quốc tế đó chị. Bảo là quốc tế luôn à? Dạ, ông đó rất là nổi tiếng trên trang vlog luôn. Ông không lên bài có clip mà người Phú Quốc bán đồ ăn mà cắt chế cho khách đó. Bán người Việt một giá, người quốc tế một giá. Nó do mình nữa. Mà đúng là ăn mắc.